Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Cường đô la đưa ái nữ du lịch Mỹ ở biệt thự sang trọng. Gia đình có điều kiện cường đô la chăm lo đủ đầy cho vợ con. Chỉ mới đầu năm 2023, doanh nhân phố núi đã đưa con gái cưng Sujin du lịch ở Mỹ. Nhóc ti trải qua ngày đầu tiên ở đây với nhiều sự thích thú, hào hứng được bố ghi lại qua ống kính. Su Chin ngồi yên vị đầy đáng yêu trên xe hơi khi được bố chở đi dạo. Cường Đô La là tài xế đưa con gái vì vù. Trên trang cá nhân, Cường Đô La chia sẻ khoảnh khắc ngày đầu tiên bé Su Chin sang Mỹ dịp đầu năm. Nam diễn viên chở con trên chiếc xế hộp sang chảnh để dạo phố. Nhóc tùy hào hứng khi đến khu trung tâm thương mại, cầm theo món đồ chơi hình thú cúng chạy khắp nơi. Thư hưởng ghen trội từ bố, bé Su Chin còn mê mẩn đứng ngắm một chiếc xe hơi màu đỏ. Ái nữ cường đô la đứng ngắm nghía chiếc xe hơi màu đỏ trong cửa hàng, chuẩn con gái doanh nhân phố núi. Cung bố sang Mỹ vi vu, bé Su Chin còn được ở trong khu biệt thự sang trọng, có khoảng sân vườn rộng rãi. Nhóc tì phấn khích khi nhìn thấy cây ăn quả to, vui chơi cùng bố trò thổi bong bóng. Trong ngôi biệt thự gia đình Cường Đô La ở còn có hồ bơi riêng. Chỉ những chi tiết này cũng cho thấy chồng đầm thu trang đầu tư tiền khủng cho chuyến đi chơi. Su Chin theo chân bố vào biệt thự. Của biệt thự gia đình Cường Đô la ở có cây ăn trái to, biệt thự còn có hồ bơi riêng, Bé Su Chin hào hứng với trò thổi bong bóng, Cường Đô la chuẩn ông bố đảm đang, chịu khó chơi với con gái cưng. Cường Đô la và Đàm Thu Trang có với nhau một cô con gái Su Chin, chính vì vậy cả hai luôn dành tình yêu lớn cho cô bé. Vợ chồng nam doanh nhân sắm sửa cho con gái những chiếc túi hiệu đắt đỏ, dù con nhỏ tuổi Su Chin đã sở hữu bộ sưu tập đồ hiệu sang chảnh, không phải ai cũng đọ lại. Cương đô la và con gái cưng cùng khoe ba lô Hermes nhìn đủ thấy độ giàu có. Su Chinh đã tiếp xúc với đồ hiệu từ sớm, nhóc ti diện đồ xanh điệu, phối túi LV như phát nhí. Gia đình có điều kiện, Su Chinh được sống trong ngôi nhà rộng lớn. Su Chinh được bố mẹ chăm sóc tốt, tạo điều kiện phát triển đủ đầy. Trong các chuyến du lịch, cô bé đều được đi máy bay hạng thương gia. Thậm chí ông xã Đàm Thu Trang còn tạo sẵn cho ái nữ xế hộp để tương lai tự đi học. Vợ chồng Đàm Thu Trang nhất mực cưng chịu con gái, Cường Đô La đã tạo sẵn xế hộp cho con gái tương lai tự đi học. Su Chin được trải nghiệm máy bay hạng thương gia, con gái Cường Đô La trở thành một trong những nhóc tì nhận được nhiều sự yêu thích của khán giả. Cô bé thừa hưởng ghen trội xinh đẹp của mẹ, tương lai được dự đoán trở thành mẫu nhí. Cùng cập nhật những thông tin mới nhất và hấp dẫn nhất tại kênh tin mới nhất nhé! bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo